Vấn đạo. Tại sao Đức Phật không nhập diệt thọ tưởng định? Trưởng lão Thích Thông Lạc. Khi mà Đức Phật sắp lên cái bàn, Đức Phật là các quả thì định từ cơ thì nhớ là gì cao nhất. Đức Phật là nhận nhiều lần để được đi. Thứ hai nữa là khi Đức Phật lên cái bàn, tại sao không ở quả quyền nhân diệt? Vậy mà ở quả quyền nhân diệt. Thầy sẽ trả lời, Đức Phật nhập ba lần như vậy, đó có nghĩa là di chúc cho chúng ta không lời đó. Nói rằng, trong cái cuộc mà làm chủ sinh tử, chấm dứt sự luân hồi làm chủ được đó, là chỉ có con đường thiền đó. Cho nên nhắc đi nhắc lại ba lần, đó là di chúc không lời đó. Còn câu thứ hai, tại sao Đức Phật không nhập diệt thọ tưởng định mà nhập Niết Bàn, mà lại phải nhập trở lại tứ thiền? Bởi vì chỉ có tứ thiền mới xả cái hơi thở mà thôi, còn nhập diệt thọ tưởng định nó không có ra được. Tức là không có trở về cái trạng thái bất động tâm định được. Còn tứ thiền nó còn làm chủ điều khiển được trở lại. Thấy không? Bị nhập vô diệt thọ tưởng định rồi, cái mặc dù cái thân nó bất động cũng như là tứ thiền vậy, nhưng mà vì cái từ trường của cái diệt thọ tưởng định đó, nó dữ tợn lắm, nó giữ cái thân như đồng sắt, cho nên đâu có bỏ nó được. Coi như là chết mà trong khi đó cái thân nó bất động đó, nhưng mà nó là như tường sắt, cái từ trường của nó đã bảo vệ. Không có mưa nắng gì mà lọt vào trong cái khu vực đó được, mà cái thân của nó không ai đâm được. Bây giờ ở xa chúng ta đâm con lũng nó như là sắt rồi. Cho nên Đức Phật coi như là muốn để lại cái nhục thân này nhập vô đó chứ gì. Còn cái lại Đức Phật không muốn bỏ cái thân của mình, cho nên tứ thiền nó hoại diệt cái thân dễ. Cho nên hơi thở dừng thì ngay đó bỏ thân, người ta đem thiêu đốt nó được. Còn cái kia đem thiêu đốt không cháy, nhập vô thân đứng định không cháy, đốt không cháy. Thành ra Đức Phật không bỏ thân mình để đi. Hiểu chưa? Bởi vì cái định nó như vậy, cái sức của nó bảo vệ cái thân.